Thảo của Chuyện Showbiz xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình này của Sài Gòn TV Entertainment. Rất nhiều những thông tin thú vị sẽ được gửi đến quý vị trong ít phút sắp tới. Hãy cùng ngồi lại với Thu Thảo quý vị nha. Và trong chương trình hôm nay, ngày thứ năm, chúng ta sẽ có một vài những tin tức hot nhất về các nghệ sĩ trong nước và quốc tế như sau. BB Trần đáp trả gay gắt khi bị biệt thị giới tính. Jack công khai dàn mặt anti-fan trong ca khúc mới. Hoa hậu Hòa bình Myanmar bị truy nã. Angela Jolie trở lại đóng phim hành động ở tuổi 46. Mở đầu sẽ là những thông tin về các nghệ sĩ trong nước. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Minh Tú cùng Mâu Thủy và Á hậu Thúy Vân đã cùng nhau xuất hiện trong vai trò thành viên ban giám khảo của cuộc thi Miss Fighter Star Việt Nam 2021. Hiếm hoi lắm công chúng mới chứng kiến màn đọ sắc bất phân thắng bại của ba mỹ nhân đình đám showbiz Việt. Đáng chú ý, Á hậu Thúy Vân không hề lép vế trước hai siêu mẫu còn lại. Tại sự kiện, cả ba diện những thiết kế gợi cảm, lệch vai, khoe vóc dáng chuẩn. Nếu như Minh Tú và Mâu Thủy luôn khiến cho mọi người trầm trồ vì khả năng catwalk đỉnh cao, thần thái, thì Thúy Vân lại cực sang trọng và đẳng cấp. Đây là lần hiếm hoi cô trở lại showbiz sau thời gian tạm nghỉ sinh em bé và tập trung lo cho cuộc sống gia đình. Thúy Vân được báo chí đánh giá là không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các show truyền hình thực tế như Minh Tú và Mâu Thủy. Hơn nữa, tính cách hiền thục nhu mì của Thúy Vân sẽ dễ bị lấn át bởi cá tính khá mạnh mẽ của hai nàng mẫu còn lại. Tuy nhiên, Á hậu Thúy Vân lại cho rằng đó không phải là điểm bất lợi của mình. Thật ra là xuất phát điểm Vân là từ truyền hình thực tế, là cuộc thi Hoa khôi nhà Việt Nam đường tới vương miện. Và ngoài ra những danh hiệu như là Á hậu quốc tế hay là Á hậu hoàn vũ, thì em nghĩ là mình đủ kinh nghiệm để có thể chấm và chọn ra được những cô gái phù hợp nhất đối với tiêu chí của cuộc thi Miss Fitness Star 2021. Thật ra áp lực thì cũng sẽ có chứ, tại vì đối với bất kỳ cuộc thi nào giống như những cuộc thi mà em từng làm giám khảo trước kia thì mình cũng có khá là nhiều những sự áp lực. Tuy nhiên cái áp lực lớn nhất đó chính là chúng ta phải chọn ra được một cô gái phù hợp, và cô gái đó phải là đại diện cho cái cuộc thi mà chúng ta đã không chỉ riêng là ban giám khảo đâu mà còn là nhà tài trợ, còn là ban tổ chức đã bỏ rất là nhiều công sức để có thể làm nên một cuộc thi chính chung. Cho nên là nhiệm vụ của ban giám khảo đó chính là cố gắng hết sức để tìm ra được một cô gái làm cho chúng ta tự hào. Làm giám khảo cho cuộc thi Người đẹp về hình thể, lối sống, Thúy Vân không sợ lép vế với các chân dài đình đám khác của showbiz. Thậm chí, bà mẹ trẻ còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban tổ chức là gái một con trong mòn con mắt bởi cách lấy lại vóc dáng hoàn hảo sau khi sinh em bé. Ngay sau đây sẽ là khoảnh khắc khoe nhan sắc dịu dàng, xinh đẹp với tà áo dài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, vừa được các fan hâm mộ đánh giá là có nhiều nét giống với Hoa hậu Thế giới năm 2007, Trương Tử Lâm. Đây là hình ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi tham dự chương trình nghệ thuật Giấc mơ đại ngàn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hồi cuối tháng 3 vừa rồi. Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện tà áo dài tông màu đỏ đậm vô cùng nổi bật và duyên dáng. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng và để tóc suông thẳng thanh lịch. Nhiều khoảnh khắc tự nhiên của Hoa hậu Việt Nam 2020 tại sự kiện đã vô tình lọt vào ống kính phóng viên. Với vẻ đẹp tự nhiên và thần thái thanh thoát, cao sang, nàng hậu xứ Thanh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Thậm chí, nhan sắc của cô còn được so sánh với nhan sắc của Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm khi cả hai cùng sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nền nã đặc trưng Á Đông cùng mái tóc suông thẳng. Trước đó, fan hâm mộ còn đào ra nhiều tấm ảnh cho thấy Đỗ Thị Hà giống hệt em gái thất lạc của Trương Tử Lâm. Trên trang cá nhân Facebook của mình, Lý Nhã Kỳ mới đây đăng tải hai tấm ảnh chụp chung với Trần Hào kèm lời thổ lộ về mối quan hệ với anh. Nhìn những tấm ảnh như thế này, các fan hâm mộ khẳng định Lý Nhã Kỳ là quý cô chơi lớn khi có các quan hệ tốt với các nghệ sĩ bên ngoài quốc gia. Lý Nhã Kỳ là nghệ sĩ Việt chưa bao giờ khiến cho khán giả ngưng tò mò về sự nghiệp lẫn đời tư của cô. Còn Trần Hào là ngôi sao của đài TVB, được mến mộ qua nhiều bộ phim như Công chúa Giá đáo, Cung tâm kế, Thâm cung nội chiến, Sóng gió gia tộc. Không chỉ đóng phim, anh còn là người mẫu, ca sĩ. Trần Hào cũng từng đoạt không ít giải thưởng điện ảnh của đài TVB. Theo Lý Nhã Kỳ nhận xét thì Trần Hào vừa là một anh diễn viên tài năng ngoại hình đẹp trai với hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và châu Á, vừa là một người chồng chung thủy và yêu thương vợ con. Được biết, đến nay, họ Lý và họ Trần đã quen biết nhau hơn 10 năm. Người hâm mộ không ngạc nhiên khi cô Kỳ khoe bạn.
Trước đó, rất nhiều lần cô tiết lộ mối quan hệ thân thiết với những tỷ phú, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông và các nước, vùng lãnh thổ khác. Nữ diễn viên cũng nổi tiếng là có nhiều mẹ nuôi, anh chị nuôi siêu giàu. Trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ thường xuyên tích cực khoe những hình ảnh thân thiết với nhiều siêu sao đình đám trong làng giải trí châu Á như Thành Long, Phạm Băng Băng, Sa Thi Mạng. Ngày hôm qua, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ bà Lâm Thị Thu Trà, sinh năm 1974, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Được biết, bà là vợ của diễn viên nổi tiếng Kinh Quốc. Thông tin này khiến người hâm mộ của anh sốc nặng, bởi trước đó trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc, khiến không ít khán giả phải ghen tị. Dù không tham gia showbiz hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhưng Lâm Thị Thu Trà lại khá nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Nữ đại gia sở hữu có tài sản lớn bao gồm bất động sản, biệt thự, siêu xe, đồ hiệu cùng cuộc sống sang chảnh hơn người. Kinh Quốc và Lâm Thị Thu Trà kết hôn vào năm 2016, cả hai đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Từ khi lập gia đình lần hai, nam diễn viên chuyển hướng sang kinh doanh và phát triển kênh YouTube. Để thỏa mãn đam mê nghệ thuật, anh cũng đầu tư cho một số phim sitcom, web drama. Thời điểm khi cả hai mới công khai mối quan hệ, việc diễn viên Kinh Quốc được bà xã đại gia bất động sản thành phố Vũng Tàu tặng xa hơi 6 tỷ đồng cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Năm ngoái, bản thân Kinh Quốc cũng tiết lộ việc hiện tại đã là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự rộng 300m². Nói về người vợ doanh nhân, Kinh Quốc từng cho biết vợ mình không phù hợp với hào quang showbiz, vì thế anh cũng hiếm hoi đưa vợ lên thảm đỏ hay nhắc đến truyền thông. Tưởng đâu cuộc sống đã viên mãn, khán giả mới bàng hoàng khi thông tin nữ đại gia vướng vào vòng lao lý. Hiện diễn viên Kinh Quốc vẫn giữ im lặng và chưa có phát ngôn chính thức nào. BB Trần là một trong những nghệ sĩ Việt khá thoải mái trong việc thể hiện giới tính của mình với người hâm mộ. Ở thời điểm hiện tại, xã hội chúng ta cũng đã dần cởi mở hơn với cộng đồng LGBT. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có không ít những ý kiến, lời nói hay bình luận kỳ thị ác ý. Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên đã vô cùng bức xúc lên tiếng về việc bản thân bị kỳ thị giới tính từ một anti-fan. Trên trang cá nhân của mình, BB Trần đã đăng tải một ảnh chụp màn hình chụp lại một bình luận kém duyên của một anti-fan. Người này không chỉ kỳ thị xu hướng tính dục của BB Trần mà còn chỉ trích cách thể hiện của nam diễn viên trên các show truyền hình. BB Trần đã ăn gian rồi còn BD nữa, em ghét BB, BD, dơ cướp đồ người ta. Trước những lời lẽ thiếu tôn trọng ấy, BB Trần đã chụp lại ảnh màn hình dòng bình luận đăng kèm với dòng đáp trả đầy thâm thúy. Câu này ẩn ý quá, vậy nghĩa là ăn gian thì không được BD, đã BD thì đừng chơi ăn gian, BD và ăn gian đều là cái tội. Dưới phần bình luận thì BB Trần còn cho biết thêm anh cảm thấy áp lực vì giữa thời đại văn minh như hiện tại, nhưng vẫn còn tồn tại quan điểm những người thuộc giới tính thứ ba là tội phạm. Một lúc sau khi lên tiếng dằn mặt kẻ xấu, BB Trần đã tạm ẩn hoặc là xóa bỏ dòng trạng thái trên để tránh sự việc thêm ồn ào. Thế nhưng không ít cư dân mạng bức xúc thay nam diễn viên và lên án mạnh mẽ việc kỳ thị giới tính của anti-fan kia. Được biết, hiện tại nam diễn viên đang có cuộc tình vô cùng viên mãn với người yêu đồng tính Quang Lâm. Bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên, nhưng diễn viên Vân Hugo lại được biết nhiều hơn khi trở thành một MC duyên dáng, góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình đình đám. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, cô nàng khiến netizen lo lắng khi bất ngờ đăng đàn, ám chỉ ai đó với thái độ cực kỳ gay gắt. Nữ diễn viên bức xúc chia sẻ khi bạn vào Facebook của một người, bạn là một vị khách đến chơi nhà người khác. Nhà người ta như thế nào thì cũng nên tôn trọng họ. Bạn cũng đừng tỏ vẻ có tiền hay là có quyền khi đang ở trong nhà người khác, vì nó chỉ làm bạn lố bịch hơn thôi. Vì quá bức xúc nên cô nàng còn thẳng thừng chỉ trích cá nhân đó với những lời lẽ nghiêm trọng hơn. Không có bạn thì cũng không có ai chết đói cả. Đừng tự cho mình là thước kẻ rồi vạch núi đo sông. Điều đáng nói, dưới phần bình luận, siêu mẫu Hà Anh cũng hưởng ứng quan điểm của Vân Hugo, đồng ý hoàn toàn có những người nghĩ mình ghê gớm nhưng thực chất là bất lịch sự và vô duyên kinh khủng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cá sấu chúa Quỳnh Nga cũng tỏ ra lo lắng cho đàn chị khi hỏi han sao thế chị yêu. Vân Hugo có đang nhắm đến ai cụ thể hay không, hay chỉ nói chung chung về anti-fan, điều đó khó có thể xác nhận được. Hiện tại thì rất nhiều người đang tò mò về việc này và muốn chính chủ công khai sự việc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây giọng ca Hồng Nhan đã tung teaser đầu tiên cho ca khúc sắp sửa phát hành. Tựa đề bài hát được viết tắt là LLL, có thể nói rất đã quyết định đổi hình tượng, không làm chàng trai si tình nữa mà chuyển sang hình tượng giang hồ bad boy. Phải chăng với màn thay đổi đến chóng mặt về bản thân này, rất đang muốn tăng tốc trên đường đua cực căng với sân tục MTB? Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đầu tiên của teaser này ngay bây giờ quý vị nha.
Từ những hình ảnh đầu tiên của teaser, người hâm mộ đã nhận thấy biểu cảm đầy sự bí ẩn và câu thoại của Jack có phần ngông cuồng, có vẻ như nam ca sĩ đang muốn hướng đến anti-fan của mình. Cụ thể câu thoại như sau: việc mà mỗi ngày các em cố vùi dập anh chỉ giúp anh giàu thêm và nhét đầy túi mà thôi. Em mong em giống anh sao? Sorry, anh ở trên cao. Tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên Jack xuất hiện trước công chúng với những lời lẽ có phần mỉa mai mạnh mẽ như vậy. Trước đó, Jack còn có lần trình diễn đoạn intro là một thằng con trai căng đét, nghe nhạc anh muốn học lỏm nhưng chỉ tìm thấy cây kem, hay nhạc miền Tây mọc lên như nấm nhưng ai tỏa sáng đây em. Đóa hoa màu sữa mọc giữa sa mạc nắng cháy, còn em thì gáy ai xem. Cộng đồng mạng và người hâm mộ đang nóng lòng đặt câu hỏi liệu sản phẩm này Jack muốn gửi đến những ai từng gây thù chuốc oán với mình. Với những hình ảnh cùng phong cách âm nhạc mới, sản phẩm LLL hứa hẹn sẽ tạo được nhiều tiếng vang và thành tích như những sản phẩm trước đây của Jack. Hãy cùng chờ đợi xem nam ca sĩ sẽ mang đến điều bất ngờ gì trong thời gian sắp tới quý vị nha. Ngày hôm qua, trang Sina đưa tin xuất hiện trong các sự kiện gần đây, Trương Vệ Kiện lộ gương mặt gầy gò, mệt mỏi, gây lo lắng cho người hâm mộ. Được biết hiện tại anh chủ yếu tham gia sự kiện để kiếm thu nhập vì đã hết thời. Theo đó, tài tử Lập Đỉnh Ký tham gia một chương trình ở Hà Bắc. Sina mô tả rằng vóc dáng của nam diễn viên 56 tuổi có phần tiều tụy hơn trước thấy rõ. Trong anh có phần thiếu sức sống, thậm chí gương mặt khá chán nản khi có mặt tại đây. Nhiều người để ý ở tuổi trung niên Trương Vệ Kiện già đi khá nhiều và lộ dấu vết tuổi tác. Rất nhiều người hâm mộ sau khi nhìn thấy hình ảnh của anh đã bày tỏ sự lo lắng. Thời gian qua, có khá nhiều nghệ sĩ Trung Quốc vì bệnh tật mà qua đời, nên tình trạng sức khỏe hiện tại của Trương Vệ Kiện đang được người hâm mộ quan tâm đặc biệt. Vài năm nay, tên tuổi của Trương Vệ Kiện không còn nổi như cồn giống như trước đây. Từng có thông tin anh xuất hiện trong quán, nhưng không ai để ý đến. Cũng theo Sina, Trương Vệ Kiện hiện sống ở Bắc Kinh bên bà xã Trương Tây. Trước đó, nam diễn viên Đại Soái Ca ở lại Hồng Kông để chăm sóc mẹ ruột của mình. Cũng trong ngày hôm qua, tờ Thái PBS đưa tin, chính quyền Myanmar đã phát lệnh truy nã đối với Hanlay Midren Myanmar sau khi người đẹp này có bài phát biểu về tình hình chính trị của nước nhà trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Và nếu phát lệnh truy nã quốc tế, Hanlay có thể bị dẫn độ từ Thái Lan về Myanmar và xét xử theo luật của quân đội đảo chính. Có thể người đẹp sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc 20 năm tù giam. Vừa qua, người đẹp Hanlay, đại diện Myanmar tham dự cuộc thi Miss Grand International 2020, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020 tại Thái Lan. Được biết, cô đến với đấu trường nhan sắc này không chỉ vì mục đích hướng tới chức vương miện, mà còn muốn thay dân tộc mình kêu gọi hòa bình. Bởi tình hình chính trị ở Myanmar đang có nhiều biến động, quân đội chiếm quyền kiểm soát chính phủ, các cuộc bạo động, phản đối và giết chóc liên tiếp xảy ra. Trong đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020, Hanlay đã đọc bài diễn văn nêu rõ tình hình chính trị trên lãnh thổ mình. Đồng thời, người đẹp còn kêu gọi quốc tế đứng ra giúp đỡ đất nước mình để chấm dứt bạo động, chiến tranh phi nghĩa. Sau bài phát biểu gây chấn động dư luận, Hanlay không dám về nước vì nghi bị thế lực quân đội ám sát. Cô quyết định ở lại Thái Lan và tiếp tục kêu gọi thế giới cứu lấy hòa bình cho dân tộc mình. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế cũng giúp đỡ cô trong thời gian này. Thông tin này lan truyền khiến cho cộng đồng mạng Myanmar và thế giới phẫn nộ, đặc biệt là các fan sắc đẹp. Họ đứng ra kêu gọi bảo vệ Hanlay và gia đình của cô, bởi họ cho rằng hành động của Hanlay là không có gì sai trái. Một cô gái trẻ dám đứng lên thay tiếng nói của người đồng bào cần được ủng hộ và bảo vệ. Ngay khi Phong Sa Van Suphavadi trả vương miện Hoa hậu Thế giới Lào sau 3 ngày đăng quang vì scandal khai mang tuổi, danh hiệu cao quý nhất được trao lại cho Á hậu Phong Vi Lai Luanlat. Như vậy, người đẹp gây thương nhớ với vẻ ngoài ngọt ngào này sẽ đại diện cho Lào thi Miss Quốc vào tháng 11 ở Puerto Rico. Tối hôm qua, ngày 7 tháng 4, phía Miss World Lào lần đầu đăng tải hình ảnh của Phone Vi Lai Luanlat với sát và vương miện Hoa hậu chính thức công bố nữ hoàng sắc đẹp mới của cuộc thi. Việc Phone Vi Lai Luanlat trở thành Hoa hậu Thế giới Lào nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo fan sắc đẹp trong nước. Bên dưới một bình luận thì cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân Viên Trăng và bên cạnh đó cho rằng cô là cái tên xứng đáng cho vương miện, đồng thời cổ vũ khích lệ người đẹp có sự chuẩn bị thật tốt để tranh tài tại Hoa hậu Thế giới 2021 sắp tới. Trước đó, trong suốt hành trình tham gia Miss World Lào 2021, Phone Vi Lai Luanlat luôn được đánh giá cao bởi nhan sắc nổi trội. Người đẹp năm nay 24 tuổi sở hữu gương mặt xinh xắn dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào và thân hình quyến rũ với chiều cao 1m7. Cô thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh, đã tốt nghiệp cao đẳng công nghệ Bắc Ba Sắc. Tuy nhiên, cô vẫn còn hạn chế về kỹ năng catwalk chưa thực sự chuyên nghiệp. Theo Lao Edu,
Tân Hoa hậu là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc trong nước. Cô từng giành ngôi Á hậu 3 tại Hoa hậu Viên Chăn 2016 và Á hậu 2 tại Hoa hậu Lào 2016. Nếu như làng giải trí Việt Nam có Lê Dương Bảo Lâm thi trượt bằng lái xe ô tô 14 lần, thì làng giải trí Hàn Quốc cũng có nam diễn viên hài Kim Bae-uman thi trượt bằng lái máy bay đến những 30 lần, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Hôm qua, Kim Bae-uman đã gây sốt trong dư luận khi thông báo đã lấy được chứng chỉ phi công thương mại. Có thể thấy những nỗ lực học tập của anh bỏ ra trong suốt thời gian qua là không hề uổng phí chút nào, đúng không thưa quý vị? Nam Danh Hải chia sẻ, tôi lần đầu có ý nghĩ sẽ thi bằng phi công khi đang thực hiện các hoạt động quảng bá cho lực lượng không quân Hàn Quốc vào năm 2015. Lúc đó tôi không có nhiều thời gian rảnh, thế nhưng trong khoảng thời gian tôi gặp chấn thương ở lưng vào năm 2017. Một phi công tôi quen được trong khi đi học nhảy dù đã đến tận bệnh viện thăm bệnh. Tôi nghĩ rằng đây chính là cơ hội trời cho rồi. Cứ thế tôi mất tận 3 năm để hoàn thành việc học. Chặng đường lấy bằng phi công của Kim Byung-man không hề dễ dàng chút nào. Nam Danh Hải đã trượt kỳ thi viết tận 30 lần và nhớ lại những nỗ lực trước đây của bản thân. Kim Byung-man vui vẻ cho hay, tôi từng học gần 10 giờ mỗi ngày. Tôi thậm chí còn phải mang bài thi thử tới trường quay của Love of the Jungle. Sau khi đổ kỳ thi viết thì tôi cũng đã hoàn thành luôn 210 giờ bay. Hiện tại Kim Byung-man có tới 18 bằng và chứng chỉ các loại trong tay, bao gồm nhảy dù, lặn biển và điều khiển du thuyền, bên cạnh chứng chỉ lái máy bay mới giành được. Ngay sau khi chia sẻ thông tin trên với người hâm mộ thì ngôi sao nổi tiếng xứ Kim Chi đã nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp và người hâm mộ bởi chí bền bỉ và không ngại thử thách. Quý khán giả thân mến, tháng năm này Angelina Jolie sẽ trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm hành động giật gân mới của đạo diễn Taylor Sheridan mang tên Những kẻ nguyền ta chết. Bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của nữ diễn viên đình đám Hollywood với thể loại phim hành động sau 11 năm vắng bóng kể từ bộ phim Shaft ra mắt vào năm 2010. Trailer To Who Wish Me Dead được nhà sản xuất tung lên mạng vào hôm qua ngày 7 tháng 4. Trong phim, Angelina Jolie sẽ hóa thân vào vai Hannah, một lính cứu hỏa nhảy dù vào đám cháy rừng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của ba người mà cô đã không kịp cứu thoát trong một đám cháy trước đó. Hannah tình cờ gặp gỡ một cậu bé 12 tuổi hoảng loạn và không còn nơi nào để đi. Sau khi chứng kiến một vụ giết người man rợ, cậu bé đã phải chạy trốn khỏi những tên sát thủ đang trên lùng mình trong đám cháy rừng đầy giận dữ. Nhân vật của Angelina Jolie trong phim có tạo hình rắn rỏi. Trong phần mở đầu của đoạn giới thiệu, Angelina Jolie đã thể hiện diễn xuất nội tâm đáng nể khi khắc họa một Hannah đầy dây dứt khi không thể cứu được những nạn nhân trong một đám cháy cô từng tham gia cứu hộ. Phần sau của trailer là màn rượt đuổi đầy căng thẳng giữa Hannah Connor khỏi những kẻ sát nhân man rợ đang trên lùng cậu bé. Giữa ngọn lửa hung tàn đang chực chờ nuốt chửng Hannah và Connor phải tìm cách để không lọt vào tầm mắt của những kẻ nguyền họ chết. Những kẻ nguyền ta chết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Michael Corita. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của bà mẹ sáu con ở thể loại phim hành động sau 11 năm vắng bóng. Ở tuổi 46, cô vẫn thể hiện đẳng cấp diễn xuất qua những phân đoạn hành động khó, đòi hỏi thể lực tốt, cũng như những cảnh nội tâm khó. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 14 tháng 5 tới đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện showbiz ngày thứ năm hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chuyện showbiz của Sài Gòn TV Entertainment. Và chúng tôi sẽ quay trở lại vào ngày thứ bảy cuối tuần này trong khung giờ quen thuộc là 19:30. Còn bây giờ, Thu Thảo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.